Chào mừng bà con, các bác đến với kênh YouTube Trái Cây Trần với mô tả chi tiết cái đồng hồ thụy sĩ Nivaya này ngày hôm nay nha bà con, các bác ơi. Rồi em xin vô cái phần cái đồng hồ mạ vàng này nha bà con, các bác ha. Nivaya thương hiệu đình đám, size 27-32mm nha bà con, 27-32 ha. 27-32 là như sau, em sẽ đo trực tiếp cái này ha. Đó, ok ha. 27 là có núm luôn nha bà con cô bác ha. 27 là có núm luôn nha ha. Chính xác ha. 27 32 32 là từ cái càng này nha bà con cô bác, từ cái càng này nè, đo lên nè 32 nha. Ok ha. Đồng hồ của chúng ta hôm nay là đồng hồ thụy sĩ mạ vàng tuyệt đẹp luôn nha bà con cô bác, nhìn là nói chung là nước miếng ai nấy chùi đó, rất là đẹp. Đây giới thiệu bà con cô bác ha, dây của em nó là trời ơi là trời, nó đẹp một cái nha. Đây phía sau nè bà con, nhìn hết hồn con tròn luôn đây nè. À, em đọc nha bà con cô bác, Nivaya nó LTG Gavani nha bà con, R gì Nonen gì đó, Switzerland, GB nè ha, Stainless Steel, Park 20M Resistance 0400047. Đó, em đọc chính xác nha. Nè, cái nắp cài đáy của mình là nằm dưới này nè bà con cô bác. Cái nắp cài đáy mình nằm dưới này nè, anh chỉ cho. À, nè nằm dưới này nè. Nắp cài đáy mình bung lên là cài đáy thay pin nha. Rồi tiếp tục mô tả tiếp tục nha. Đây, phía sau em nói là nắp cài, nắp dây của Ý nha. À, dây của Ý nè bà con cô bác xem nè. Đây. Italy ha, anh đếm quay ngược lại. Đây, quay ngược lại cho bà con các bác xem nha. Quay một video mô tả chi tiết về cái đồng hồ quá trời xuất sắc này. Rồi lên tay luôn nha bà con, lên tay em luôn nha. Nam nữ đeo đều được hết. Đây, lên tay em cực kỳ đẹp luôn ha. Tay em thì nói chung không có đẹp, nhưng mà nói chung là nó lên nó đẹp. Đó, bà con các bác thấy không? Lên tay đẹp lắm nha. À, đi đám cưới, đám quải, đám sinh nhật, thọ nôi, đầy tháng cái gì đó cũng được hết trơn ha. Đây, đó, bà con có bác thấy không? Đẹp ghê hồn không? Nói chung chất liệu với thứ hai nữa là cái cọng dây của nó thôi là nhìn mình thấy là mình thấy lạ rồi ha. Cực kỳ lạ, cực kỳ đẹp. Đó, khi mà ướm tay lên đeo đồng hồ lên là để dây nè. Quay cho bà con có bác xem nè. Đó, tuyệt vời ha. Quá xuất sắc luôn. Đó, đẹp ghê không? Đó, Nivaya nha bà con cô bác. Rồi mã cọc của em nó nằm dưới đây, để em zoom nhẹ cho bà con cô bác xem nè ha. Rồi mã em nó nằm dưới ha, em đọc nha. Nằm dưới đây nè, chữ quá nhỏ luôn rồi. Nè, chữ nằm dưới này ha, có mã số cọc, số lô JK gì đó 00042 gì đó bà con cọc đọc giúp em nha. Rồi bây giờ mình test thêm cái đồng hồ này, test thêm cái phần mà mình lên núm ha. Dặn lên á là ngược giờ về, dặn xuống nè, bây giờ bình thường nó là như vậy. Ra một nấc nha, cái này là pin nha, máy pin nha bà con ha. Để xuống nè ha, dặn chỉnh giờ ha. Dây là dây của Ý nha, tem thì tem nắp đáy còn xanh lè luôn, tem nắp đáy của nhà sản xuất còn xanh lè luôn nha bà con ha. Nam nữ đeo đều được nha. Giá em đưa ra đầu tiên khỏi mất thời gian bà con cô bác 4,6 triệu, bao ship toàn quốc nha. Nè bà con thấy có lớp mạ vàng, lớp vàng của người ta làm kiểu không ha, tuyệt vời luôn nè. Mặt kính của em nó nè, gần như không một vết chày, độ mới trên 98%. Đó, đẹp ha, quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn mà con ơi. Lần đầu tiên em bán hàng, bây giờ tới bây giờ 2 năm mới gặp cái đồng hồ xuất sắc trong gia tỷ nữ này luôn á. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn. Nè, nó làm cái núm nè, núm cài tay mình lại nè. Ha, bà con đừng có ngại, cái này là nữ nha, không phải chưa chắc nha, cái này nam nữ đeo đều được hết. À, nước ngoài nó đeo là như vậy ha. Tất cả những mặt hàng em bán mua từ Nhật Bản về và mua từ Mỹ về, bà con yên tâm mua phần đó ha. Và khách quen thì khỏi cọc nha bà con cô bác, cứ ưng cái này thì ok em ra ngoài bưu điện có đội ngũ giao hàng ha. Còn khách khách lạ thì có thể cọc em 100 tới 200 ngàn
em bao ship, em thu về tiền. Thí dụ như máy này 4 triệu 6, cọc em 100 ngàn thì em thu về 4 triệu rưỡi nha bà con cô bác. Bao ship bà con cô bác toàn quốc nha. Rồi chúng ta mô tả cái đồng hồ chúng ta tới đây là kết thúc nha. Bà con mua hàng thì liên hệ em số Zalo này nha. Ha. 0838260784 này ha. Em là tên Trần Quốc Bảo, tên của mình là Trác Cây Trần nha bà con cô bác. Rồi kính mời bà con cô bác nha. Bye bye, see you again. Hẹn gặp lại video lần sau. Và cái kênh của em á, bán hàng trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần, rơi vào lúc 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng. Bà con chú ý đón xem ha. Hàng tuần lúc 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Lúc đó lên xô hàng rất là nhiều. Cảm ơn bà con cô bác thời gian qua đã ủng hộ kênh của em, mua hàng của em nha. Cảm ơn, see you again, hẹn gặp lại.